Lễ cúng trăng ốc ông bốc và hội đua ghe ngo được tổ chức vào ngày rằm tháng 10 âm lịch là lễ hội tưng bừng nhất trong một năm của tỉnh Sóc Trăng. Đây là dịp để cho mọi người dân trong tỉnh cùng nhau vui chơi, giải trí với một tinh thần thể thao thượng võ. Quan sát toàn cảnh của cuộc đua ghe ngo, du khách có thể thấy rằng đây là một trong những lễ hội đặc sắc và quy mô nhất trong hệ thống những lễ hội của đồng bào Nam Bộ. Thank you.